Bây giờ tao sẽ dán ngược xuống. Đạt được 40 đấy. Ole của thầy gì nó hỏi nè. Nhìn Ole này nha. Nhìn kỹ vô cái bán nè. Xíu. Bốn đáp án nha. Thấy bốn đáp án. Hàng đầu tiên là giống hết đồng. Hàng đầu tiên này. Giống hết đúng không? Hàng thứ hai. Ta cũng giống hết. Đây hàng thứ ba nó sẽ có sự thay đổi. Thay đổi này. Thay đổi lại số này. Mà thường thường á. Đó là cái cách đây thì chọn nhìn đề chọn nhìn cái đáp án chọn chứ không cần nhìn đề. Thường á là cứ thường là cứ mà khác vậy á. Tỷ lệ nó sai rất là lớn. Đến 7-8% đó là nó sai á. Nó sai là mình bỏ câu này là câu B á, bỏ câu B này, bỏ câu B đi. Mà thường thường một cái nữa là trong cái sai nó hay có cái đúng. Mình soi cái thứ ba tiếp. Cái này khác, cái này khác. Là cái sai thì nó có cái đúng. Và đúng cái này. Rồi cái này. Chữ số đúng là chữ số này. Một số này. Hai số này. Ba số này. Bốn số này. Giờ nó bán chọn A. Rồi là 19 này. Cái này là số từng có số 1. Thì sai là không. Ta sai có đúng nên nhìn sơ một cái nữa. Tự nhiên đó là 78 là 80. Cái sai là có cái đúng. Trong cái sai đúng là rồi. Cái là đã không cái sai là cái đúng nữa. Cũng là sai hết. Cái ba này nó điểm chung của tất cả cũng bốn câu đây, cũng là đều sai, sai một số thôi. Đề nào nó cũng vậy đó, đa số đề hay vậy. Còn đây ba thì không phải chín, không phải chín, hay coi con số một, để coi giúp câu dưới, coi giúp câu dưới, coi một số một sai này, 0.98, 0.968. Ta 969 sai nè. 0.9317 mà ta 0.93 sai nè. Chọn câu A. Câu này dòng đầu tiên đúng hết. Dòng thứ hai xuất hiện lỗi sai nè. Lỗi sai. Dòng thứ ba xuất hiện lỗi sai nè. Dòng thứ tư xuất hiện lỗi sai này. Làm quen. Trong đề á, các thầy bà thường cho là cho để cho học sinh nó nhìn mà khi nhìn không kỹ á là chúng ta chọn sai. Tại vì sao? Chỉ có một trong ba số đó, một trong 1, 2, 3, 4, 5, 5 số đó nó sai một số thôi là cái đáp án nó sai. Nhưng mà ổng bẻ nó lừa vậy á nên mình mới khắc chuyện nên được cái cách này á. Tương tự câu đây cũng vậy. Câu đây thì mấy bạn tự thực hành đi ha. Thực hành rồi xem đáp án ở dưới đó. Ở dưới á. Mấy bạn tự thực hành đi. Còn câu đây Simpson. Thì nói tới công thức Simpson á là nó có khả năng hội tụ nghiệm là cái độ gần đúng là hội tụ rất là nhanh.
nhanh hơn bên hình Bình Thành. Hình Bình Thành chục chục lần cho nó, hai ba lần là nó hồi tụ vừa nghiệm gần chung còn đúng à. Câu này nếu mà ai biết tính á, tính mà thầy bè vậy á, thì ngồi sự thử dụng tới mình rồi lấy con mấy cái thầy bè vậy đó tính lại có đúng không. Nhưng mà câu đây mình giải như vậy nè, lấy máy tính bấm tại máy tính bấm nha, là một không một phần a của x cộng một bảy 0.378 đẹp trong đây. Tại vì nó có khả năng hồi tụ nhanh, nhưng mà nó bây giờ nó chia tới 4 đoạn nữa. Để với con số này, nó chia tới 4 đoạn nữa, nên chắc chắn sẽ chọn khá nào gần với nó, sát với nó nhất nha. Rồi khi đó nó chia 2 đoạn, nó chia 2 đoạn nhưng Simpson để cái phần Simpson là nó rất là nhanh chính xác, hay gọi là nó hướng về cái kinh nghiệm chính xác đúng nhanh lắm, nên Simpson khoảng 1-2 lần là bằng hình Bình Thành chục lần rồi. Nên mà nhìn nè, đây 0.1, 0.3, đây 4, đây 1, đây 5. Nếu mà nó độ hồi tụ nhanh cỡ đó thì không có cỡ thử nào mà chọn cái đây được. Mà không chọn được cái đây thì hai đây đương nhiên không chọn rồi, chọn cái đây rồi. Rồi tương tự ha, tương tự mà câu anh hơi khó một xíu nè. Rồi mấy bạn chú ý nha, một phẩy sáu chín mà nó đã chia 4 đoạn rồi á, là từ cái chỗ này nè là nó sai thôi. Nó chia 4 đoạn là cái khúc mà từ đây này nó sai này, bắt đầu là sai đó. 1.69 mà không thể nào mà nó chọn gần đúng mà chọn cái đây được. Hãy nhớ khi mà dùng Simpson á, sử dụng cái công thức Simpson á, là chọn cái gần đúng với nó nhất, gần đúng với nó nhất nha, là chọn đáp án B. Simpson đối với chia hai đoạn tương tự chọn đáp án B luôn. 16 chứ 25 chứ 16 không thể nào mà nói được. Còn bây giờ có hình thang này, hình thang 1 cộng 2 log x cộng 1 0.59, mà hình thang nó chia 3 đoạn 0.59 thì bây giờ thì, nếu mà trong đề nó có đáp án 0.59 thì đừng có chọn nha, nhớ
0,59 mà trong đề đối phần thang á nó chia nhiều trên nó chia tại trong đề trắc nghiệm là nó chia 2 bài đoạn à mà 2 bài đoạn rồi cái tỷ lệ chính xác của nó không có cao lắm đâu nên các bạn cứ chọn là cái mà lệch đi với nó đi lệch đây 0,59 thì nó chia làm 3 đoạn thì cứ cộng vào đó cộng trừ á cộng trừ là độ lệch á khoảng 0,1 đến 0,2 á chia làm 3 đoạn mà trong đây á nó lệch nhìn nè 445 là nó lệch tới nó lệch tới 0,14 rồi. Là nó quá xa rồi. Đây 0,53 mà 559 à. 59 53 là tới 0,06. Đây 51 là 0,08. Đây 61 0,02. Nhìn ba cái này. 0,52 mà tại hình thang nó chia làm 3 đoạn một khi nó chia làm 3 đoạn thì cái tỷ lệ chính xác nó không cao nên mà chính nó vẫn có tính chính xác nha chính xác là tính gần đúng đó tính là nó gần đúng với cái đáp án thiệt á đáp án thiệt 0,59 thì cái đáp án mà hồi đó cái nghĩ lúc đầu á là một là phải đáp gần nó thứ nhất hai là đáp án gần thứ hai mà thường á đối với số 3 thì mình sẽ chọn 1. Đây là đề nha. Mình chỉ cho các bạn cái cách mà gọi là đánh lụi khi cầm máy tính mà đối với các bạn mà học một là đề thầy giảng không hiểu, hai là muốn làm nhanh nếu mà sau đó có thời gian thì kiểm tra lại. Không kịp thời gian thì cứ làm một cách của mình rất là nhanh. Chia làm 2 đoạn. 0,59. Bây giờ mình chọn cái nào. Nhìn lại. Chia làm 2 đoạn thì tự động cái khoảng cách nó sẽ xe ra. Khoảng cách nó xe ra. Đây 0,59 là 0,4 này. 0,5559 0,06 nè. Phải tăng 1,mấy à? 1,1 tiếp, 1 tiếp. 1 là 0,. Anh lệch ở đây á thì đã lệch cùng công thức hình thang chia làm 2 đoạn. Cái này nó đã cho sẵn lệch rồi, nó đã cho sẵn lệch rồi mà chia làm hai đoạn thì nó lệch tỷ lệ lệch của nó cũng nhỏ chứ nó cũng không cao đâu. Sau thì đối với cái độ nó mà bấm tính này á là sẽ bằng 0,09 á, 0,59 mà 0,59 thì bây giờ còn đáp án nào hình thang mình xí nha. Số mấy cái hình thang này á nếu mà người ta cho vậy á một mình chỉ chọn cái đáp án này thôi đáp án gần nó nhất trừ ra cái tỷ lệ này gần nó nhất 0,4 mà đối với một cái hình thang thì tỷ lệ sai 0,4 là lớn rồi á
size 0.06 chứ không có. Rồi tính chia 3 đoạn này. Thì 632 638 không phải 634 còn hai cái đây sẽ có đúng 84 này không hai cái đây sẽ có cái đúng 38 34 4 là nên lệch không không bắt 8 á là 0 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
chia làm hai đoạn, còn lớn lượng nó chia ba đoạn, cứ chia bốn đoạn thì nên chọn mấy cái đoạn lớn nhất đi. Ba hai chia làm hai hai đoạn, chia làm ba đoạn, chia làm hai đoạn. Câu đây vừa số máy ngớ của các bạn đi. Cái này 24. Hai bốn thì tương tự nhìn dày á, nhìn cùng chỉ đường thẳng thôi, nó đi qua hai điểm, nếu nó cho hai điểm thì chỉ cho nó là đường thẳng thôi. Câu này có hai cách giải, đường thẳng thì chọn số 2. Tính nha, này à số không đi viết nha. Là tính thể dục. Ok này. Con này còn một cái nữa. Thật ra cách giải bài câu này khá dễ á. Nếu mà áp dụng công thức trong sách thì dễ lắm, cũng nhanh. Lấy phẩy với một cho h bằng 0, đây là lấy cái này từ này thì không ai ra này nhé, này cái này chứ không ai ra, lấy 0.78 từ cái này này chia 0.0 xem nhỉ. 0.02 đâu ra, 0.02 là 1.02 trừ cho 1, là có nghĩa là cứ lấy hàng bên phải, lấy hàng bên phải ở dưới thì chuyển lên trên và ở trên thì chuyển dưới trừ nhau. Đúng chưa? Đây là công thức á, cho mình không có dễ đâu á. Này, đối với cái này, cái này thì mình nghĩ là dùng công thức nhanh hơn dùng máy tính á. Hai giá trị nhìn vào á, nhìn vào hai số, nhìn vào hai cái hai cái này này, hoặc hai cái này, hai số liền kề nhau đó. Nhìn hai số liên kề nhau từ nhau là bằng một cái số nó gọi là h. Ai học kiểu bài thì biết thôi. Nhìn ba số nó có liên tục á,
thì chọn cái phương án mà là chọn cái mà lấy cái này này, lấy cái này này, trừ cái này này, chia cho hai cho hát nó sẽ ra đáp án không? Được. Thằng nào mà không biết thì cứ lấy biết à, à nó đã cho ba số gì á, tức là hai rồi. Tự có đây, đây có đây, đây chọn D nha, 22 chọn C nha. Câu 21 20 19 chín chọn D, chọn C, sáu chọn E, 15 thôi. Câu 15 là sử dụng máy tính nha, bấm bút tay máy tính này, cái nhà nó có ba cái á, ba số á là sử dụng bậc hai nha, con số ba á, một hai ba. Vậy cái hàm đó là gì? 6x 1 bốn lắm lắm một lần nữa, thế bằng tiên ba vào mấy cái chiêu của thầy thấy mà mấy cái ông nói là hay xóa bộ nhớ thì cái đó đối với bấm theo kiểu mình thì không có cần đâu, mà nhớ tập thì mình tập trung kỹ là được. Còn câu này nhìn nè, đoán lùi chị cho bảng về lọc lùi, xa phân lùi là xa phân, như đầu tiên nhìn nha, nhìn ba cái thấy cái này sai loại đầu tiên,
Rồi tiếp tục. Nhìn tiếp nè. Hai cái đây giống nhau nè, cái này giống nhau nè, tay sau nó phải. Rồi. Đây là cái tên A này, nhớ tên A này. Tên A thì giữ. Giữ trên xuống nha. Cái tay thì đây nè. Nếu mà trừ họ từ em mà trừ ra 0.85 thì mình chiều, mình không biết bây giờ mình không biết vậy phép từ sao nữa. Vậy đây à. E chứ. Phiên lỗi nha, có gì nhầm nhầm ở đây á. 3, 4, 9, 6, 1, 7. Sao cười đầu thì nó là cười cho ta. Cười lá trên, cười dưới. Dưới trên nó lộn. Dưới trên là, nói chung là hai cái số này cười nhau rồi, rồi làm cái dấu nó thành dấu dưa nè. Cười nhau. Cười nhau rồi. Lộn lên. Xem lại nha. Cái này là trên từ dưới á, trên từ dưới sẽ ra được chiếc bán bị sai gì đó. Chọn là chọn cái này. Phải xin okay. Một cái xin 0.29 lùi lùi hả. Xin không hạ xuống lại nhiều nha. Nhìn khó nhìn quá. Mình chỉ cho bấm nó thành 0.7 nè. Thì anh đã có dấu trừ, có dấu trừ. Cái này này để lại đi. Mình nghe lên
Thì 30 tính nè, 30 tính được ghi phần trình với cx bình phương cộng bx kỳ cộng a, rồi bấm ra câu này đã bé này cũng vậy nha, một đáp án A. Câu mười đáp án D. Đây thì phải bằng giải tay không được đâu, sau này thì làm tương tự bằng ba hết nha. Câu này để thế tiền thế x không vào x không vào thì được 16 em được 16 bạn thì chấm chói thì chấm, còn chấm không chói thì cứ bấm máy tính thế tất cả lại thành nhập tất cả lại vào và nhập bằng không vào thì nó ra cái nó ra bằng từ 16 là chọn 16 chọn. Dễ rồi sẽ vào giải thôi các bạn nha. Có gì mà đóng góp xin xe bài tê dưới đi.